Xin chào anh Hy Lai. Tiễn Tiễn, sao em về rồi? Văn Tiễn, họa sĩ nổi tiếng. Anh nhớ gần đây em nói cho anh là em tổ chức triển lãm tranh ở nước ngoài. Anh Hy Lai, triển lãm tranh đã kết thúc rồi. Ừ. Cô đây là... Người đồng hành với anh. Chào cô, tôi là Điền Điềm. Chào cô, tôi là Văn Tiễn. Tôi với anh Hy Lai cùng lớn lên từ nhỏ, hai nhà đã quen biết từ lâu. À, quá ra là Thanh Mai Trúc Mã hả? Anh Hy Lai, buổi tiệc quan trọng như vậy, sao anh tìm đại một người đi cùng như vậy? Hay là em đi với anh qua bên kia, tiện thể giới thiệu cho anh mấy người bạn luôn nha. Cô Điền à, tuy là cô tới cùng với anh Hy Lai, nhưng cũng không cần thiết phải giữ chặt như vậy. Cô Văn, xin cô mở to đôi mắt khách lên của cô ra, nhìn cho rõ nha. Là anh ta nắm tay tôi đó. Tiện Tiện à, cô Điền là cho anh mời tới. Cô ấy đối với anh là độc nhất vô nhị. Anh còn có việc, hôm khác chúng ta hẹn sao? Anh Hy Lai. Cô Điền à, tôi càng lúc càng khâm phục cô. Vậy mà cô cũng có thể rút lui an toàn trước sự tấn công của Văn Tiễn. Quá ra là anh đã nhận ra là cô ta đang tấn công tôi đó. Có phải cô Văn thích anh không? Nên mới tỏ ra thù địch với tôi như vậy. Hai nhà chúng tôi quen biết nhau nhiều năm, quen biết nhau từ nhỏ. Chẳng qua là sau này lần lượt đi nước ngoài du học nên ít liên lạc dần. Bây giờ dù cô ấy đã trở về, tôi bận rộn vậy, lấy đâu ra thời gian thích người khác chứ? Thích cũng cần tốn thời gian nữa hả? Ừ. Nhưng một người kỳ lạ như... thẳng thắn như anh, đúng là người ta không thể thích anh được. Cô Điền à, cô đang nghi ngờ sức hút của tôi vậy sao? Sức hút hả? Nè, nhìn đi, bên kia có trai đẹp kìa, đúng kiểu tôi thích luôn. Qua đó xin phương thức liên lạc đi. Chẳng qua tôi phù hợp với thẩm mỹ thời đại mà thôi. Đẹp trai quá đi. Gu của các cô gái thời hiện đại bây giờ càng lúc càng kỳ cục. Hối hận có thể đến muộn màng, nhưng vả mặt chắc chắn sẽ không thể thiếu. Thần tượng La Từ à, gặp được anh em thấy hào hứng quá anh luôn ơi, đó. Chụp ảnh cho em đi, ký tên cho em đi. La Từ, bậc thầy đồ chơi nghệ thuật. Đà La Từ. Anh La. Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thánh Liễu Hy Lai. Chúng tôi hy vọng bàn chuyện hợp tác cùng với anh. Xin lỗi nha, tôi không có hứng thú, không tiện làm quen. Tôi nghĩ là sau khi tôi nói xong, anh sẽ cảm thấy rất hứng thú. Tập đoàn Thiên Thánh muốn ký hợp đồng với các tác phẩm của anh trong vòng 3 năm. Khai thác ma trận, sở hữu trí tuệ đồ chơi nghệ thuật, tạo ra series đồ chơi nghệ thuật của riêng mình. Tôi tới đây là để chơi, không phải tới đây làm việc. Trong thời gian giải trí, không bàn công việc nha. Đàn anh à, em là Điền Điềm, nhỏ hơn anh 2 khóa. Ở trường anh luôn là tấm gương của bọn em. Em rất vui khi được gặp anh ở đây. Có điều đàn anh nè, luật chơi kiểu này có khó quá không vậy hả anh? 5 lần bắn trúng vào 10 điểm là có thể mở play box lớn nhất. Muốn thử không? Trong tầm nhìn không có bất kỳ vật gì màu đỏ, có thể chơi thử. Anh là, hay là chúng ta chơi cùng nhau đi. Chính điểm, đáng tiếc thiệt đó. Không phải anh muốn hợp tác với La Từ sao?
Anh không nhường một chút được hả? Tôi chỉ dùng một nửa thực lực của mình đã là nể tình lắm rồi đó. Danh thiếp của anh đâu? Cơ hội sẽ dành cho người có thực lực. Nhìn đi, người ta phong độ như vậy kìa. Liễu Hy Lai. Tôi nhớ rồi. Thái độ gì vậy chứ? Thưa anh, phần thưởng của anh đây. Anh La, tặng cái này cho anh. Ôi trời ơi. Cái này tặng tôi sao? Đúng vậy, hôm nay tôi đến đây là nhìn gì đây, anh? Thẳng thắn như vậy sao? Không phải đúng như chúng ta đoán đấy chứ. Từ lúc tôi thấy hình trái tim trên phong nền sân khấu là tôi đã biết rồi. Sếp Liễu, tuy hành vi của tôi có hơi khó hiểu, nhưng mà tôi thích thẳng thắn. Cảm ơn lòng tốt của anh. Nó đẹp trai quá đi á. Ước gì có được số điện thoại của anh ta. Chào mừng tất cả quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay. Đúng là người cá biệt trong giới sếp tổng độc tài. Anh xem, anh dọa đàn anh chạy mất rồi. Sự xuất sắc của tôi đúng là sẽ khiến cho đồng loại tự thấy hổ thẹn, nhục chí mà chùn bước. Với sự có mặt của quý vị đến với buổi tiệc chủ đề đỏ Trung Quốc của giới đồ chơi nghệ thuật thế giới. Với sự cố gắng của các nhà thiết kế đồ chơi nghệ thuật, xin lỗi, đã thổi đến thị trường Trung Quốc một luồng gió mới. Sếp Liễu, nghe nói anh tới đây để coi mắt, anh thấy tôi có gì mắt không? Hướng tới hôn nhân luôn vậy đó. Sếp Liễu à, sếp tôi chơi bài giỏi lắm. Anh thích người mẫu như thế nào vậy? Tôi biết cả đấu địa chủ với ba cây, cũng có thể đi xem phim với anh nữa. Anh thích mẫu người thế nào? Sếp Liễu à, sếp Liễu à, anh thích mẫu người như thế nào vậy hả? Sếp Liễu, biết đi mà. Sếp Liễu, sếp Liễu, sếp Liễu à, sếp Liễu à, sếp Liễu, anh thấy tôi thế nào? Sếp Liễu, sếp Liễu, sếp Liễu à. Chúng ta sẽ bước vào cao trào của cuộc lời này. Anh thích chúng người con gái như thế nào không? Niềm vui của giới đồ chơi nghệ thuật nào. Sếp Liễu à, anh đang diễn vai yếu đuối đó hả? Sao lại ngất xỉu nữa rồi? Sếp Liễu à, có bệnh thì mình phải chữa bệnh nha. Cô Điền à, tôi chỉ bị hạ đường huyết thôi. Hạ đường huyết? Tôi nghĩ là bị Lâm Đại Ngọc nhập thì có, đúng là tổng giám đốc bệnh tật mà. Được, cảm ơn anh đã đưa tôi về nha. Thật ra thì chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Hợp tác như thế nào? Tôi muốn chính thức tuyển dụng cô trở thành nhân viên cao cấp của tập đoàn Thiên Thánh. Đây là hợp đồng mà tôi đã nói, trợ lý Đường Soạn. Tập đoàn Thiên Thánh. Để chúng tôi đi rồi hãy xem. Cô đừng có quá bất ngờ. Trợ lý đời sống. Trợ lý đời sống hả? Liễu Hy Lai, anh dám chơi tôi hả? Cậu bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh đi. Xét từ một góc độ nào đó, cậu cũng vào được tập đoàn Thiên Thánh như ý muốn rồi. Thiệt thòi không nhiều, thiệt thòi không nhiều đâu. Không thiệt thòi nhiều, nhưng tính sỉ nhục rất mạnh. Ngày mai mình phải đi tìm anh ta để nói lý. Không được đâu, không được đâu. Người ta là sếp đó. Hổ không ra quay. Anh tưởng tôi là cô gái mềm mỏng hả? Trợ lý Đường. Dạ. Đã chuẩn bị xong vị trí làm việc chưa? Đã chuẩn bị xong rồi, cô Điền có thể vào làm việc bất cứ lúc nào. Tôi cũng đã sẵn sàng để sang một trang mới của cuộc đời tôi rồi.
Sếp Liễu, tôi tới công ty là để ứng tuyển vào vị trí nhà thiết kế đồ chơi nghệ thuật. Có thể nhờ sếp Liễu giải thích một chút được không? Trợ lý đời sống nghĩa là sao vậy? Trong chuyện này có hiểu lầm gì hả? Không có hiểu lầm, cô Điền. Tôi hứa sẽ tuyển dụng cô làm nhân viên cao cấp của tập đoàn Thiên Thánh. Tại tập đoàn Thiên Thánh, trợ lý đời sống của tổng giám đốc chính là nhân viên cao cấp. Ừ. Anh cố ý đúng không? Vậy thì xin lỗi, vị trí trợ lý đời sống của quý công ty tôi không dám. Xin chào. Cô Điền à, chắc là cô vẫn chưa lật ra phía sau xem. Xem xong cô sẽ cảm nhận được thành ý của tôi dành cho cô. Mức lương 20.000 tệ. Anh tưởng là tôi đang chê mức lương của trợ lý sinh hoạt thấp sao? Tôi cho rằng ở trên thế giới này không có ai mà không thích tiền. Không phải tất cả mọi người đều giống anh, dùng tiền để giải quyết và đánh giá mọi vấn đề đâu. Cô Điền à, tôi cảm thấy trên thế giới này tiền có thể giải quyết được 95% vấn đề, còn về 15% còn lại phải cần một chút duyên phận. Ừ. Mà cũng không thể phủ nhận đây là một cách vô cùng hiệu quả để giải quyết vấn đề đó. Sếp Liễu, tôi nhìn anh lâu lắm rồi. Anh cứ phô ra phong thái của một đại ca xã hội đen, đeo kính râm để nhìn người khác như vậy rất bất lịch sự, anh có biết không hả? Anh còn dùng cái cớ xã giao để nắm tay khoác tay đủ kiểu, anh có biết như vậy là đê tiện lắm không? Kiểu người kỳ quặc bệnh tật như anh còn muốn dùng tiền dụ dỗ tôi để làm trợ lý sinh hoạt của anh nữa hả? Đúng là mơ mộng hả Quyền? Mà tôi đã nói anh nghĩ kỹ lại đi rồi mà. Bất lịch sự quá, rất là đê tiện, kỳ quặc bệnh tật. Có phải là cô ấy đang nói tới tôi hay không? Con người ta khi mà giận lên sẽ nói một đặng nghĩ một nẻo. Cậu nói rất có lý. Vậy là cô ấy giận là vì cảm thấy tôi đưa ra mức lương cao là để dụ dỗ cô ấy. Cô Điền là một cô gái nhỏ nóng nảy. Để cô ấy làm trợ lý đời sống cho anh, tôi lo không là... Không cần phải lo. Để đến khi cô Điền đồng ý trở thành trợ lý đời sống của tôi rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bị chinh phục bởi sức mạnh lãnh đạo của tôi. Vậy tiếp theo phải làm sao đây hả? Một lần không được, chúng ta sẽ ghé lều cỏ 3 lần. Chỉ cần tôi có tiền thì chứ ai cũng có duyên. Lượt 1. Cô Điền à, xem ra tâm trạng của cô khá là tốt. Nếu cô xem lại hợp đồng một lần nữa, tâm trạng sẽ càng tốt hơn. Sếp Liễu nè, tôi nhớ lần trước tôi nói rất rõ ràng với anh rồi. Chắc là não anh có vấn đề có đúng không? No, no, no. Cô Điền à, thế giới tươi đẹp như vậy, cô lại quá nóng nảy, như vậy không tốt. Mọi chuyện đều có thể thương lượng mà. Nếu như cô cảm thấy số tiền này không được đủ, có thể tăng. Nếu cô cảm thấy không được vui, có thể tăng đến khi cô vui. Tăng tới khi tôi vui hả? Ừ. Sếp Liễu, anh cũng về nhà từ từ mà xem đi. Đi thong thả, không tiễn. Hey, 3 lần lèo cỏ mà chỉ dùng có 1 lần. Tôi đúng là không thể không khâm phục hiệu suất của bản thân mình. Trợ lý Đường à, chúng ta cùng xem thử trợ lý mới đã ký hợp đồng chưa? Dạ được. Sếp Liễu à, chữ ký này là một động vật lưỡng cư hả? Lượt 2. Cô Điền à. Ừ. Anh bị điên hả? Đang đêm đang hôm đó anh có biết sẽ dọa người ta chết không? Cô Điền à, chuyện bám đuôi lần trước đã quá đủ đi chứng minh xung quanh nhà cô có nhân tố nguy hiểm. Nếu cô đồng ý làm trợ lý đời sống của tôi thì tôi có thể
cử người bảo vệ an toàn cho tôi. Tôi không cần, chỉ cần anh không đi theo tôi đã an toàn lắm rồi. Cô Điền à, tôi rất là có thành ý, không chỉ có thể cử người bảo vệ cô mà còn dùng mức lương đặc biệt để tuyển dụng. Cô không xem xét sao? Sự thật là vậy đó cô Điền ạ. Trợ lý Điền, mức lương của cô sắp cao hơn tôi rồi. Vậy thì rốt cuộc anh muốn gì từ tôi? Tôi tài sản hơn 100 triệu, tuổi trẻ tài cao. Tôi muốn gì ở cô chứ? Nhắm vào sức hơn người, tính nóng khó gần của cô hay sao? Tôi chỉ đơn thuần là muốn mời cô làm trợ lý đời sống của tôi thôi. Chỉ vậy à? Trời ơi Điềm Điềm, bạn trai là dân anh chị hả? Chạy bộ đêm còn đeo kính mát nữa. Trời ơi, nhìn cậu ta đắc ý chưa kìa. Không phải, không phải đâu mà. Anh ta không phải là bạn trai của con đâu. Trợ lý Đường à, là thành ý của tôi thể hiện chưa đủ rõ ràng hay sao? Sếp Liễu à, vô cùng rõ ràng luôn rồi. Vậy là kế hoạch của tôi xuất hiện có vấn đề gì à? Con người của cô Điền nhìn có vẻ rất chất phác, nơi ở thì cũng rất là đơn giản. Chắc là cô ấy không thích sự phô trương. Có thể anh hơi khoa trương rồi đó. Đã hiểu rồi, đơn giản. Lượt 3. Uống đi, uống đi. Dùng đũa ăn đồ Tây. Uống đi, uống đi. Hay lắm, hay lắm. Sâm banh lại uống trong ly nhựa. Uống đi, uống đi. Hay lắm, hay lắm. Ly, mời, mời, mời. Hay lắm, rồi, hay lắm. Nào, 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 uống đi, uống đi. Ngầu quá. Được rồi. Được, được, được. Uống đi, uống đi. Uống đi, uống đi. Uống đi, uống đi. Ngầu quá, ngầu quá. Cô Điền à, hy vọng tại nơi cô thích và quen thuộc, cô có thể nghiêm túc suy nghĩ và quyết định của mình. Quả nhiên là tư duy của giám đốc độc đoán khác với người thường thật mà. Nè uống đi. Sếp Liễu, chúng ta trò chuyện một chút nha. Rốt cuộc tại sao anh lại cố chấp muốn tôi làm trợ lý đời sống cho anh như vậy hả? Đây không phải là một vị trí không thể thay thế được. Nhưng cô đối với tôi mà nói là người không thể thay thế. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Tôi không nói bậy bạ. Tôi tới với tất cả thành ý của tôi. Cô Điền à, tôi thật sự rất cần cô. Sếp Liễu, vừa vừa phải phải thôi nha. Không cần phải đầu tư tình cảm đâu. Trò này vô dụng với tôi đó. Ba lần. Ba. Là ba lần. Anh ta lại tới quấy rầy cậu nữa hả? Nói anh ta không có ý đồ xấu, cô ma mới tin. Lúc đó, nếu như mình không đi thì tình tiết máu chó xếp tổng độc đoán phải lòng mình như cậu nói đó sẽ thật sự xảy ra. Quá đáng sợ. Đừng sợ. Phóng viên Thiện này đã nghĩ cách vạch tấm màn che bí ẩn của anh ta rồi. Chờ xem bộ mật thật của anh ta đi. Chị Trân à, chuẩn bị xong hộp cơm cho tôi chưa? Chuẩn bị xong rồi đây, cô Giang à. Con gái cưng của ba cuối cùng cũng đã khôn lớn rồi, biết báo hiếu cho ba rồi. Ba, hộp cơm này là chuẩn bị cho anh Hy Lai đó. Nếu như ba muốn ăn thì kêu chị Trần chuẩn bị cho ba một phần. Con đó, vừa mới về nước mà chỉ biết suốt ngày chạy ra đường. Anh Hy Lai quản lý công ty vất vả như vậy, dĩ nhiên con nên thăm hỏi anh ấy rồi. Đi đi, đi đi. Dạ, con đi đây, bye bye. Anh Hy Lai. Tiện tiện, sao em đến đây? Anh Hy Lai, sau này em định về nước phát triển, đương nhiên phải đến thăm hỏi anh Hy Lai trước rồi. Sau này còn phải làm phiền anh giúp đỡ nhiều. À, đây là tự tay em làm đó, mau thử tay nghề của em đi. Cảm ơn nhiều nghe, lát nữa sang.
Tôi cầm giúp cho xếp liệu trước. Tiện tiện à, hôm nay có thể là anh sẽ hơi bận, lát nữa còn có tiệc cưới của quản lý cấp cao phải tham dự. Hay là em cứ về trước đi. Cô Giang à, xin mời. Sếp Liễu, sếp Liễu, sếp Liễu à. Thật lòng xin lỗi nha, tôi quên mất là hôn lễ kiểu Trung là điều kiện của anh. Nếu tôi biết sớm chắc chắn sẽ chọn hôn lễ theo kiểu Tây rồi. Không sao đâu, anh cứ tiếp tục đi. Tôi chỉ qua đây chúc mừng anh thôi. Tôi sẽ nói trợ lý Đường gửi tiền mừng cho anh. Được, cảm ơn sếp Liễu nha, anh khách sáo quá. Chúc mừng anh. Cảm ơn nha. Cảnh giới cấp 1, có người chụp lén. Ôi trời ơi. Đứng lại cho tôi, bảo vệ sếp Liễu, gửi theo cho tôi. Dạ. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Các anh đuổi theo tôi 3 con đường rồi. Ngừng chiến 10 phút có được không vậy? Trời ơi, cô giao video quay lén lại cho tôi. Nếu không, trời ơi. Được, ngày mai tôi sẽ đến phỏng vấn đúng giờ. Cảm ơn cô. Rose, cậu đổi nghề hả? Làm thợ săn thiệt hả? Để thợ săn ảnh cho cậu xem thứ hay ho nè. Lễ trao giải doanh nhân xuất sắc thường niên. Tôi cảm thấy giải thưởng này là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà tôi cực lực đề nghị bỏ chữ một trong đi. Santa có thể diễn giỏi tới như vậy, tỏ ra tự tin, trong khi bản thân rất tầm thường. Không, Điềm Điềm à, cậu sai rồi. Mình đã điều tra khắp lượt từ 3 đời tổ tiên đến cô giúp việc nhà của anh ta. Sếp Liễu này thật sự không bình thường đâu. Hơn 10 tuổi đã ra nước ngoài du học, tốt nghiệp trường thuộc Ivy League. Mấy năm nay về nước mới là Liễu thị thôi. Trong vòng 2 năm đã dẫn dắt tập đoàn Thiên Thánh trở thành ông lớn đứng đầu ngành đồ chơi. Thân giá hàng trăm triệu, nhan sắc phi thường, lời nói gây sốc. Đúng là hình mẫu trong truyện sếp tổng độc đoán mà. Mình thấy chỉ có ngốc nghếch khờ khạo thôi. Còn tài giỏi hả? Hoàn toàn không nhìn thấy. Người ta lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, cộng thêm IQ siêu cao, có lẽ tư duy không giống như người thường chúng ta đâu. Cho cậu coi cái này còn sốc hơn nữa. Anh ta vậy mà dùng poster che mấy chữ hỷ kết hôn của người ta nữa chứ. Cậu coi đi. Anh ta giỏi lợi dụng sự chú ý quá vậy. Anh ta biến hôn lễ của người ta trở thành nơi trưng bày sản phẩm. Một phóng viên như mình cũng phải thốt lên quá chuyên nghiệp rồi. Thất kính, thất kính. Rose, mình cảm thấy cậu đừng đi điều tra anh ta nữa. Anh ta kỳ lạ quá rồi đó. Sau này ít tiếp xúc với anh ta thì hơn. Cậu cũng phải tự bảo vệ mình đi. Ngoài sếp Liễu đó ra, còn phải cẩn thận người đeo bám đó nữa. Đợi chút. Cậu cầm lấy bình xịt tự vệ này đi. Vậy còn cậu, mấy hôm nay mình không trang điểm, họ không nhận ra đâu. Alo, anh Hy Lai, có nhà hàng món Tây mới mở rất nổi. Sắp tới anh rảnh hôm nào, chúng ta có thể cùng đi thử không? Xin lỗi nha Tiện Tiện, dạo gần đây anh hơi kín lịch chút. Anh Hy Lai à, anh bận tới như vậy sao, tới thời gian ăn cơm cũng không có. Sau khi về nước, anh chưa đi ăn với em một bữa nào hết. Được, anh sẽ sắp xếp, để anh đặt nhà hàng. Được đó, được đó. Em ăn gì cũng được, nghe theo anh hết. Vậy thì hẹn gặp lại anh nha. Tạm biệt. Hoàn hảo. Thành thật xin lỗi, chúng tôi chú trọng nhà thiết kế có nhiều kinh nghiệm trong ngành hơn. Xin lỗi, cô không phù hợp lắm với công ty của chúng tôi. Cô không phù hợp với vị trí của chúng tôi. Có lẽ là vẽ tranh minh họa hợp với cô hơn. Anh Hy Lai còn cố tình bao cả tiệm, xem ra trong lòng anh ấy vẫn rất quan tâm mình. Sếp Liễu à, trước đây anh kêu tôi chú ý đến kết quả phỏng vấn của cô Điền. Tôi nghe nói
Dạo này cô ấy phỏng vấn không thuận lợi cho lắm. Với hồ sơ của cô ấy, ứng tuyển và thiết kế đồ chơi nghệ thuật ở công ty lớn đúng là hơi khó. Nhưng mà tới công ty nhỏ chắc chắn không phải là chuyện gì khó. Tại sao lại từ chối như vậy chứ? Có thể là có người muốn chặt đứt đường lui của cô ấy. Cậu nói tôi đó hả? Tôi là loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích hay sao? Đương nhiên không phải là sếp Liễu rồi. Có lẽ cô ấy gặp khó khăn là một cơ hội đối với tôi. Cậu tiếp tục theo dõi đi. Hiểu rồi. Anh Hy Lai tới rồi. Đó không phải là người đi cùng với anh Hy Lai trong buổi tiệc hôm đó sao? Cơ hội nói tới đúng là tới thật. Lúc con người ta yếu đuối là thời điểm dễ tiếp cận nhất. Sếp Liễu à, lúc này tuyệt đối không được nhắc tới tiền nữa đâu. Và lúc này anh chỉ cần quan tâm là đủ. Cậu đang nghi ngờ khả năng đàm phán của tôi hay sao? Nhớ nói với Tiện Tiện, hẹn gặp lại lần sau đó. Được. Rốt cuộc họ có quan hệ thế nào ta? Cô Văn à, xin lỗi. Hôm nay sếp Liễu đột ngột có công việc quan trọng cần phải xử lý. Việc công? Việc công gì mà gấp gáp tới như vậy? Tôi không rõ nữa. Sếp Liễu không có căn dặn gì. Chắc chắn là việc của gái đó rồi. Mình phải gọi cướp binh. Alo. Alo, rốt cuộc khi nào anh mới về nước vậy? Chưa nghĩ xong đâu. Qua một thời gian nữa đi. Mà sao vậy? Anh mau về đi chứ. Bao năm rồi tâm giác dài chúng ta chưa tụ họp. Dù sao một mình anh ở nước ngoài cũng không có chuyện gì. Anh về nhanh nhanh một chút là đúng rồi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng. Quyết định như vậy nha. Tới lúc đó tôi sẽ đi đón anh đó. Có phải là mình thật sự không làm được không? Mấy công ty đồ chơi nghệ thuật lớn đều không nhận mình. Theo dõi tôi. Lần này cô hiểu lầm tôi thật rồi. Chỉ là trùng hợp thôi. Bây giờ tôi không có thời gian nói nhảm với anh đâu. Anh còn theo dõi tôi nữa, hậu quả tự chịu. Cô Điền à, nếu như cô gì gặp khó khăn khi phỏng vấn mà thất vọng thì chúng ta có thể bàn bạc chuyện trợ lý đời sống. Sao anh biết được? Quả nhiên là anh. Tôi đã nói là sao lại trùng hợp như vậy được mà. Mấy công ty đồ chơi nghệ thuật đều từ chối tôi. Tôi không làm được nhà thiết kế đồ chơi. Anh hài lòng chưa? Cô Điền à, cuộc sống không chỉ có ước mơ mà còn cần bánh mì. Cô bây giờ việc làm còn không có, còn nói chi tới ước mơ. Tôi không hiểu tại sao cô lại bướng bỉnh phải đi theo con đường này cho tới cùng vậy. Không cần anh lo cho cuộc sống của tôi. Tôi biết mình muốn gì. Đúng, trong từ điển của tôi chỉ có một con đường đến cùng. Gặp núi bổ núi, gặp sông bắt cầu. Tôi chỉ muốn quan tâm tới cô thôi. Thôi đi. Loại người như anh sinh ra đã ở vạch đích rồi. Anh hoàn toàn không hiểu được. Người bình thường chỉ cần sống thôi đã mệt mỏi lắm rồi. Kẻ ở trên cao dựa vào đâu mà khoa tay múa chân với cuộc sống của người khác chứ. Loại người như tôi thì sao? Loại người như tôi thì không phải cố gắng hay sao? Cô gánh vác ước mơ vất vả, nhưng sau lưng của tôi là cái sinh nhật của mấy trăm nhân viên tập đoàn Thiên Thánh này. Biết bao người như hổ trình mồi, biết bao nhiêu kẻ chờ tôi gục ngã. Nhưng tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Anh buông tay ra. Anh đúng là kỳ lạ. Trời mưa to còn đeo kính râm làm gì? Nhìn đã thấy ghét rồi. Bỏ ra. Bỏ ra. Tôi cảnh báo anh, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thank you.
Sếp Liễu. Sếp Liễu. Sếp Liễu, anh tỉnh lại đi. Sếp Liễu của các anh sức khỏe yếu như vậy sao? Sao cứ động tí là ngất xỉu vậy? Sếp Liễu bị hạ đường huyết. Lại là hạ đường huyết hả? Anh ta không bị bệnh thì tốt, chờ anh ta tỉnh dậy thì nói với anh ta. Tôi sẽ không truy cứu những chuyện trước đây anh ta làm với tôi nữa. Chỉ cần sau này đừng làm phiền tôi nữa. Ê cô Điện à, thật ra cô hiểu lầm sếp Liễu rồi. Tôi vừa nhận được kết quả điều tra. Kẻ đứng sau dở trò ảnh hưởng việc phỏng vấn của cô là Kevin. Kevin hả? Một nhà thiết kế mà có bản lĩnh lớn tới như vậy sao? Một nhà thiết kế làm việc trong ngành nhiều năm, phía sau nhất định có quan hệ bạn bè và xã giao. Muốn chặn đường đi của một người mới không phải là chuyện gì khó. Sếp Liễu à, anh cảm thấy thế nào rồi? Không sao. Cô Điền à, bây giờ thì cô tin tôi rồi chứ? Không phải anh thật hả? Đương nhiên không phải tôi rồi. Tiêu chuẩn đạo đức của tôi cao lắm đó. Vậy sao không nói sớm? Cô cho tôi cơ hội để nói hay sao? Cô sắp không kiềm chế được sức mạnh tiềm ẩn đánh tôi một trận rồi phải không? Tôi xin lỗi được chưa? Ban nãy tâm trạng tôi quá tệ nên hành động hơi sốc nổi. Không sao đâu. Tuy chuyện này không phải là do tôi làm, nhưng mà xét cho tới cùng cũng là do tôi dùng người sai mà ra. Điều này tôi xin lỗi cô nhiều. Trợ lý Đường à, sau này tôi không muốn nhìn thấy Kevin trong giới đồ chơi nghệ thuật nữa. Cậu hiểu rồi chứ? Hiểu rồi, tôi đi làm ngay đây. Xử lý như vậy chắc cô Điền đã hài lòng rồi ha? Tôi cũng xin lỗi anh nha. Tôi không nên, chưa hỏi gì rõ ràng đã tùy tiện nổi nóng rồi. Vậy chúc anh sớm ngày khỏe lại. Tôi đi đây. Cuối cùng tôi muốn cho anh một lời khuyên. Kiểu người có thể trạng yếu ớt như anh, không có gì thì đừng ra ngoài ăn dạ nữa nha. Yếu ớt sao? Ai chứ? Tôi là đàn ông có cơ bụng 6 múi mà. Nè. Được, tôi biết rồi. Phòng bệnh số 301 tuyệt đối không được xuất hiện màu đỏ nào. Xét nghiệm gì cần lấy máu tạm thời cũng không cần. Ở bệnh viện rồi còn ra vẻ khôn. Bệnh nhân có nữa. Tiền sử sợ máu có đúng không? Đây là chuyện riêng tư, không tiện trả lời. Sợ máu hả? Cô Điền à, tôi hy vọng là tối hôm nay cô sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi, khoác tay tôi, không được rời đi một phút nào. Ít nhiều gì anh cũng là sếp tổng, sao cứ như chưa ra xã hội bao giờ vậy? Niềm vui có túi thần kỳ, cô không thể nào tưởng tượng được đâu. Túi thần kỳ? Chẳng lẽ anh ta... Cô quay lại làm gì? Ê! Quả nhiên là anh sợ màu đỏ. Hơn nữa, tôi còn có tác dụng với anh. Sếp Liễu à, bác sĩ dặn anh cứ việc nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong thì có thể tiếp tục nha.
mình yếu ớt chỗ nào ta? Cô Điền à, nếu cô đã biết rồi thì chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Nhưng mà trước khi nói, cô phải làm một chuyện trước đã. Có chuyện gì? Kính mát của tôi tuy có thể lọc được màu đỏ, nhưng mà không có filter làm đẹp. Tôi không muốn bị chung nhan của cô Điền đây dọa ngất thêm một lần nữa. Không lẽ sếp Liễu muốn dùng Mỹ Nam kế hả? Sếp đúng là sếp mà. Tinh thần không từ thủ đoạn đáng được kính ngưỡng. Vậy là chỉ cần tôi có tiếp xúc cơ thể với anh thì anh sẽ không xuất hiện cái triệu chứng gì vậy? Hematophobia. Tôi chỉ là một trường hợp rất đặc biệt. Chỉ cần nhìn thấy màu đỏ là sẽ gây rối loạn chức năng sinh lý thần kinh tạm thời, cho nên mới qua mắt chóng mặt. Lúc bị nặng sẽ mất luôn ý thức. Vậy tại sao là tôi chứ? Tôi cũng đâu có biết. Có điều bác sĩ tư của tôi nói là đang kiểm tra việc giải mẫn cảm giúp tôi. Đúng là kỳ lạ thật. Vì sao anh không nói thẳng với tôi ngay từ đầu mà lại phải vòng vèo như vậy? Nói thẳng với cô để cô nắm điểm yếu của tôi, muốn làm gì thì làm sao? Anh nghĩ xấu cho người khác quá rồi đó. Cô có thành kiến với tôi quá thì có đó. Lòng người rất là phức tạp, khó kiểm soát. Tôi thích dùng cách mình kiểm soát được, đơn giản trực tiếp giải quyết vấn đề. Sự kiêu ngạo của anh khiến tôi có thành kiến đó. Cô Điền à, tôi có một đề nghị. Hay là chúng ta cứ lùi một bước, tôi thuê cô làm trợ lý đời sống cho tôi, kim nhà thiết kế đồ chơi nghệ thuật, cô thấy sao? Không, giới hạn của tôi là nhà thiết kế đồ chơi nghệ thuật kim trợ lý đời sống. Có gì khác nhau hay sao chứ? Đương nhiên khác nhiều đó chứ. Thứ tự quyết định chủ thứ. Cô gái này tuy có tính cách cứng rắn nhưng mà thông minh hơn mình nghĩ. Được, không thành vấn đề. Được, vậy chúng ta sẽ bàn tới các điều khoản khác. Kể từ hôm nay, đây chính là nơi ước mơ mình chắp cánh. Đây không phải là cô gái lực điện đến đòi quyền lợi đánh ngất sếp Liễu sao? Cô Điền à, mừng cô đến làm việc ở tập đoàn Thiên Thánh. Tôi dẫn cô đi gặp sếp Liễu trước để tìm hiểu môi trường làm việc và thói quen cá nhân của sếp Liễu. Được thôi. Cảm ơn lời mời nền tảng của bên anh. Tôi sẽ tới tham gia hoạt động của ích lần này đúng giờ. Được rồi, tạm biệt. Sếp Liễu, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Anh có dặn dò gì về công việc của tôi không? Hy vọng là cô nhanh chóng làm quen với thân phận trợ lý đặc biệt này, làm màn trắng màu đỏ cho tôi thật là tốt. Được thôi sếp Liễu, tôi nhất định sẽ làm tốt cả hai vị trí nhà thiết kế và trợ lý đời sống. Tôi đi làm đây. Cô khoan đi đã. Tôi phải nhắc nhở cô, nhà thiết kế có thể không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà làm trợ lý của tôi thì cô phải tỉ mỉ từng sợi tóc. Tôi không có thấy gì hết trơn nha. Tôi không biết gì hết. Trợ lý Đường, cậu tới rất đúng lúc. Dẫn cô ấy tới phòng thiết kế báo danh đi. Lần này mọi người nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, rõ chưa? Rõ. Giám đốc Trịnh, nào để tôi giới thiệu với cô. Đây chính là nhà thiết kế hàng đầu của chúng ta, tên Trịnh Thiến, trụ cột của phòng thiết kế chúng ta, tạm kiêm chức giám đốc thiết kế. Xin chào giám đốc. Đây là nhà thiết kế của chúng ta, anh Cẩu, bậc thầy phát thảo. Chào anh Cẩu. Không dám đâu. Đây là nhà thiết kế Khương Khương, bậc thầy xây dựng mô hình của chúng ta.
bài khen xã giao này hay quá luôn đó. Đây là các nhà thiết kế của chúng ta, Tiểu Vương, Tiểu Cốc và Văn Văn. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Điền Điềm. Vậy giám đốc Trịnh, người tôi giao cho cô đó. Tôi rất vinh hạnh khi được học tập và làm việc chung với mọi người. Sau này mong được chỉ bảo nhiều hơn. Lời khách sáo không cần nói đâu. Kia là chỗ của cô. Muốn tiến bộ nhanh thì tìm hiểu rõ cân sáp thiết kế và phong cách sản phẩm của công ty trong 3 năm qua. Làm việc đi. Chị Thiến ngoài lạnh trong nóng, cô đừng áp lực quá. Nếu như có gì không biết cứ hỏi tôi. Được, cảm ơn cô nhiều quá. Làm phiền cô rồi. Sếp Liễu à, trong hoạt động công ích Mây Trắng Ước Mơ Trời Xanh chiều nay sẽ có tiết mục đấu giá tranh vẽ của các em nhỏ Âu Cô Nhi Viện. Khó tránh khỏi có nguyên tố màu đỏ. Anh chắc chắn là dẫn trợ lý Điền tham gia chứ. Trợ lý Điền ở phòng thiết kế sao rồi? Tôi đã nói với giám đốc Trịnh rồi, tạm thời không sắp xếp công việc cụ thể gì cho cô ấy hết. Tiện cho anh gọi cô ấy bất cứ lúc nào. Đi gọi trợ lý Điền tới đây. Dạ được. Y khoan đã. Ngoài những lúc tôi phải làm trợ lý của anh ra, những lúc khác thì đừng làm phiền công việc của tôi. Được. Ngoài ra, tôi hy vọng thân phận trợ lý đời sống của tôi không công khai trong công ty và làm kín tiếng nhất có thể, tránh gây hiểu lầm không cần thiết. Mong sếp Liễu có thể thông cảm và tôn trọng hai điều trên. Tôi cảm ơn. Chỉ là kín tiếng và tôn trọng thôi mà. Tôi tự đi. Hả? Sếp Liễu à, sếp Liễu chỉ đi ngang qua đây xem thôi. Mọi người cứ tiếp tục làm việc đi là được. Năm phút nữa gặp ở bãi đậu xe. Nè, chuyện gì vậy? Lạ quá kìa. Anh cậu à, có chuyện gì vậy? Không thể nào xem thường được. Cô Điền Điềm này, tôi tưởng cô ấy là răng đồng, không ngờ lại là cao thủ chứ. Không thể nào coi thường được. Vậy rốt cuộc cô ấy là công chúa hạ phàm để rèn luyện hay là người tình bí mật của sếp tổng độc đoán đây? Trời, có khi nào là vậy không?